Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về quan điểm tình yêu của chàng trai Cung Bảo Bình. Quan điểm tình yêu của chàng trai Cung Bảo Bình. Anh chàng Bảo Bình thông minh, lạnh lùng, nhưng lại rất tình cảm. Khi phải lòng một cô gái nào đó chàng sẽ trở nên như thế nào? Cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về mẫu người con gái chàng thích, cũng như cung hoàng đạo nữ nào mới phù hợp với chàng nhé. Quan điểm tình yêu của chàng trai Cung Bảo Bình. Bảo Bình ít nói, trầm tính nhưng lại rất dịu dàng và bao dung. Trong cuộc sống, anh chàng làm những điều mà bản thân thích. Là một người có chính kiến và thích tự chủ, Bảo Bình ít khi cần đến sự trợ giúp của người khác. Khi lâm vào khó khăn, chàng trai cung hoàng đạo này cũng chỉ muốn tự mình giải quyết mà thôi. Là người thông minh và rất kiên định. Trong công việc, Bảo Bình được rất nhiều người tin tưởng và nghe theo. Anh chàng trầm tính em nhưng cũng khá dễ gần. Với tính cách như vậy, Bảo Bình thu hút được rất nhiều sự chú ý đến từ các cô gái xung quanh. Cuộc sống là phải cố gắng, chàng trai Bảo Bình đề cao sự sáng tạo và tinh thần ham học hỏi. Anh chàng rất có thiện cảm và muốn được kết giao với những người như vậy. Bảo Bình nam khi yêu, muốn bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, anh chàng thích cô gái mình yêu tự hào về họ. Trong mối quan hệ tình cảm này, Bảo Bình luôn tỏ ra rất thân sĩ, ân cần và chu đáo. Anh chàng có thể làm bất cứ thứ gì vì người mà chàng yêu, với yêu cầu là nó phải nằm trong khả năng của chàng. Ban đầu, Bảo Bình tỏ ra khá nhút nhát và không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm của bản thân. Nếu như có người yêu thuộc cung hoàng đạo này, chắc chắn bạn có thể hiểu rõ được chàng là người chân thành và tình cảm đến mức nào. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.